Alo, xin chào anh em. Hôm nay mình trả lời video thì mình sẽ hướng dẫn mọi người một số cách bột gai cơ bản ha. Và cái cách đầu tiên mình sẽ hướng dẫn mọi người cuộn, nó dạng giống như là mình cuộn tấm câu đó. Thì thường thường mọi người biết cuộn mà để mà những cái lưỡi câu cá thì nó cũng khá là đơn giản thôi. Nó sẽ có nhiều cách buộc, nhưng mà mình thấy một cách buộc rất là đơn giản thì hướng dẫn cho mọi người ha. Nó rất là đơn giản ha. Thì giờ mình ví dụ đây là một cái lưỡi câu, nó sẽ có cái lỗ giống gì thì mình sẽ làm giống gì để cho mọi người dễ mình đi câu cá này kia. Mình buộc cái phương pháp mình nó rất là ok, nó rất là hoàn hảo. Ok, thì trước tiên đây giống như là một cọng dây răng đi. Mình hiện tại thì không có cái lưỡi câu thì mình sẽ thí phạm cái này, nó rất là dễ. Là mọi người xỏ lên đây, xỏ lên đây ha. Thì chúng ta canh ha, canh càng quấn ví dụ như mọi người càng chắc thì chúng ta quấn sẽ nhiều vòng. Ok, bây giờ mình sẽ quấn cho mọi người ha. Đây mình quấn một vòng, hai vòng, ba vòng, bốn vòng, năm vòng, sáu vòng tùy mọi người ha. Ok, mình quấn cái vòng cuối cùng sẽ đưa nó ra đây, ta rút lại nha, mình nhớ rút lại ha. Đó, kéo gần thẳng ra, rút lại, rút lại gần tới đây nè. Mọi người kéo cái này cho nó thẳng ra, kéo cho cọng dây mình thẳng ra, xong rồi rút lại. Ok, thôi thấy là rất là đẹp. Thì chỗ này mình cắt ngang cái là nó đẹp liền ha. Đó, nó cực kỳ cứng luôn. Đó, mọi người đây thấy đây rất là đẹp nha. Thì để làm thêm vào nhỏ thì cái lưỡi câu thì mọi người cũng xỏ y như vậy, mình xỏ qua xong mình quấn mấy vòng xong mình chúng ta gịch lại xong thì cắt cái đầu này ra thì nó sẽ có một cái kiểu mà tóm lưỡi câu rất là đẹp ha. Rất là cảm ơn mọi người đã xem video. Thì cái kiểu này mọi người yên tâm, không bao giờ đứt được, cho dù cá lớn thế nào cả cũng không bao giờ đứt được ha. Thì rất là cảm ơn mọi người đã xem video. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người ở những video lần sau nha. Bye bye.